Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay bộ phận không khí lạnh suy yếu dần, hội tụ gió trên cao không còn nữa nên miền Bắc chậm dứt mưa, trời có nắng về chiều. Nền nhiệt cao nhất ở phía Đông Bắc Bộ từ 26 đến 28 độ, trời mát mẻ, còn nhiệt độ ở phía Tây Bắc Bộ có nhìn hơn 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Với miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nhiều mây, nhiệt độ từ 27 đến 28 độ. Trong khi khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có nắng nhẹ về chiều, mức nhiệt từ 29 đến 31 độ. Cả tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nắng sớm, nhiệt độ từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 31 đến 33 độ. Còn cả tỉnh, thành ở Nam Bộ, nhiệt độ từ 33 đến 35 độ. Đến chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi. Trở lại thời tiết biển, cả vùng biển có chung thời tiết tốt. Vịnh Bắc Bộ cường độ gió Đông Bắc giảm còn mức cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Hầu hết cả khu vực đều ít mưa, riêng quần đảo Trường Sa có thể có mưa dông vào chiều tối. Tiếp theo là phần dự báo thời tiết cả khu vực của tỉnh Quảng Bình đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm từ 76 đến 94%. Khu vực miền núi, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm từ 72 đến 97%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm từ 75 đến 94%. Phần dự báo nhiệt độ cả vùng trong tỉnh sẽ kết thúc bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Chúc quý vị và các bạn có kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.